Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Quý, ngụ phường Long Sơn về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chiều ngày 27 tháng 3, lực lượng chức năng bắt quả tang Quý cùng vợ mang theo một bọc ma túy đá. Tiến hành khám xét nơi ở của vợ chồng Quý, công an tiếp tục thu giữ 3 bọc ni lông trong suốt chứa ma túy đá bên trong. Tổng trọng lượng ma túy đá bị thu giữ là 15,798 gram. Đối tượng khai nhận mua ma túy đá về chia nhỏ để bán lại cho các con nghiện. Do vợ của Quý là người tàn tật nên được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Một cơ sở sản xuất thảo mộc tẩm ma túy vừa bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phát hiện. Trưa qua, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Văn Sang đang gửi 2 kg thảo mộc khô tẩm ma túy cho một người ở Quế với giá 3 triệu đồng. Khám xét nơi ở của người này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 28 kg thảo mộc khô, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị dụng cụ khác. Sang khai nhận các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán kiếm lời. Đột nhập vào một cửa hàng điện thoại lấy trộm tài sản với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hai đối tượng Quỳnh Văn Tèo, ngụ phường 8 thành phố Cà Mau và Mai Xuân Dũng, ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, vào khoảng 2 giờ ngày 24 tháng 3, Quỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường 8 thành phố Bạc Liêu, lấy trộm 85 điện thoại di động hiệu iPhone và 150 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều qua, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt khẩn cấp Tèo và Dũng khi cả hai đang lẩn trốn tại phường 5 thành phố Bạc Liêu. Trước đó, đối tượng Quỳnh Văn Tèo từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Mai Xuân Dũng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và một tiền án về tội cướp giật tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang vừa bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Quỳnh Ngọc Vũ, cựu phó chánh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, năm 2019, Quỳnh Ngọc Vũ nghe thông tin toàn bộ ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bị quy hoạch và nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp. Vũ thông qua các đối tượng cò đất đi tìm những hộ dân có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân tại ấp Phú Bình và đưa thông tin gian dối nhờ họ đứng tên nhà giùm để được bồi thường và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Vũ trả mỗi trường hợp là 10 triệu đồng. Nhưng để nhận được tiền thì người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân và ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ, chưa ghi phần nội dung gồm giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư, biên bản giao đất ngoài thực địa, biên nhận. Có được bộ hồ sơ này, Quỳnh Ngọc Vũ đem gạ bán các suất tái định cư cho nhiều người. Đến năm 2020, Vũ xin nghỉ hưu trước tuổi. Do không nhận được nền tái định cư nên người dân đã tố cáo đến cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền Vũ chiếm đoạt của các bị hại là trên 7 tỷ 600 triệu đồng. Liên quan đến hàng loạt đoạn video xúc phạm danh dự người khác gây xôn xao dư luận thời gian qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra kết luận bị can Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu cầm đầu, riêng 4 bị can còn lại giữ vai trò giúp sức. Theo kết luận điều tra, với vị trí là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bị can Nguyễn Phương Hằng đã liên tục thực hiện các buổi nói chuyện trên mạng xã hội. Trong đó, nội dung xoay quanh cuộc sống của nhiều cá nhân, thậm chí là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Những phát ngôn này đã ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Ngoài ra, các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Quỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân đã nhiều lần hỗ trợ bà Hằng thực hiện hành vi vi phạm. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. An toàn là điều ai cũng mong muốn, tuy nhiên có những sự cố bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay. Vào trưa hôm qua tại một kho hàng ở Vĩnh Long, trong lúc đứng trên dàn giáo công trình thì hai công nhân bất ngờ bị ngã xuống đất. Theo những người có mặt tại hiện trường, trong lúc hai công nhân di chuyển dàn giáo thì bị nghiêng dẫn đến té ngã trúng vào dây điện trung thế rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Sau khi vụ việc xảy ra, hai công nhân này được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện một người sức khỏe đã ổn định, trường hợp còn lại bị thương rất nặng. Lực lượng công an đã có mặt để điều tra và xử lý vụ tai nạn. Bên cạnh công tác đảm bảo an toàn lao động, tình trạng an ninh trật tự ở nhiều nơi vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ trong một buổi sáng, Trần Ngọc Phương Thúy, trú tại thành phố Cần Thơ, đã đến 3 cửa hàng bách hóa xanh trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để trộm cắp tài sản. Lực lượng công an đang tạm giữ hình sự đối tượng.
vào sáng ngày 6 tháng 4, Thúy đến hai cửa hàng Bách Quá Xanh trên đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Phú, thành phố Long Xuyên. Lợi dụng sơ hở, Thúy đã lấy trộm 16 chai dầu gội, sữa chống nắng, lăn khử mùi. Sau đó, đối tượng tiếp tục đến cửa hàng Bách Quá Xanh tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, lấy trộm thêm 8 chai dầu xả, dầu gội, sữa chống nắng và lăn khử mùi, nhưng bị nhân viên cửa hàng phát hiện, bắt giữ giao Thúy cùng tang vật cho công an phường. Dù giá trị lớn hay nhỏ, chỉ cần có tiền thì các đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội. Mới đây, hai đối tượng Huỳnh Văn Tèo và Mai Xuân Dũng vừa bị lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Vào cuối tháng 3, hai người này đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường 8 thành phố Bạc Liêu, lấy trộm 85 điện thoại di động và 150 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng. Ngay sau đó, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Mới đây, lực lượng công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt giữ khi cả hai đang lẩn trốn tại thành phố Cà Mau. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Còn tại Cà Mau, mới đây lực lượng biên phòng Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời vừa phát hiện thêm nhiều thiết bị giám sát hành trình cất giấu trên tàu cá đang neo đậu ngoài biển. Theo ngành chức năng, hành vi tự ý tháo gỡ hoặc là nhờ tàu cá khác cất giấu thiết bị giám sát hành trình không chỉ nhằm đối phó với lực lượng chức năng mà còn làm gia tăng nguy cơ tàu cá vi phạm khai thác hải sản, vi phạm vùng biển nước ngoài. Theo lực lượng chức năng, có một thiết bị được cất giấu trên tàu cá CM95224TS do ông Lê Ngọc Thương làm chủ. Ông cho biết đã nhận cất giấu bộ thiết bị giám sát hành trình trên cho anh ruột tên Lê Ngọc Quang, cùng ngụ thị trấn Sông Đốc, là chủ tàu cá KG90032TS. Ngoài ra, hai thiết bị khác được cất giấu trên hai tàu cá không biển số do ông Lê Văn Đại làm chủ. Ông khai nhận đã cất giấu hai thiết bị giám sát từ ông Nguyễn Văn Bảy, ngụ cùng địa phương. Những ngày gần đây thì nhiều người nhận được những tin nhắn gửi đến kèm với các đường link có chứa tên ngân hàng, yêu cầu người nhận bấm vào link để kiểm tra hoặc là hủy thông tin nhằm tránh mất tài sản. Tuy nhiên, các ngân hàng đồng loạt lên tiếng khẳng định tất cả những tin nhắn có chứa đường link đăng nhập dịch vụ như trên đều là giả mạo. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, các tin nhắn mạo danh ngân hàng mà người dùng nhận được thời gian qua, đây là tin nhắn lừa đảo. Dụ người dùng truy cập đường link để cài phần mềm độc hại hoặc là đánh cắp thông tin tài khoản. Chính vì thế, người dân cần hết sức cẩn trọng.